Trong đợt 1 kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã tập trung đánh giá kết quả nửa chặng đường thực hiện đầu tư công trung hạn 2021-2025, cần quyết liệt thực hiện các giải pháp để phát huy tối đa nguồn lực đầu tư công trung hạn, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước mắt cũng như trong dài hạn là yêu cầu đặt ra hiện nay. Khởi công xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay sau gần một năm, tiến độ thi công bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung vẫn đang đảm bảo kế hoạch đề ra. Theo quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được chính phủ phê duyệt, thì đến năm 2050, cảng Liên Chiểu là cảng hàng hóa và các bến công vụ, xà lan, công suất đạt 50 triệu tấn trên một năm, tiếp nhận tàu trọng tải từ 100.000 tấn trở lên, tàu container có sức chở đến 800.000 tiêu. Cái cảng Liên Chiểu mà nếu khi mà nó đưa vào khai thác được cái cảng chỗ này thì làm cho thế chân kiềng của ta là cảng biển logistics này, thứ hai nữa là các khu công nghiệp này, thứ ba là du lịch dịch vụ này, nó càng vững chắc hơn. Hơn 100 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng này thì tình hình nó sẽ khác lắm không chị? Tăng trưởng cũng khác lên và thu ngân sách trên địa bàn cũng tăng lên rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng đề nghị công chí phải triển khai sớm cái này. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22, Đà Nẵng phân bổ 24.000 tỷ đồng cho hàng trăm dự án đầu tư công trên địa bàn, đạt 52,3% tổng nguồn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sau đại dịch, nhiều dự án mới được hoàn thành cũng như khởi công xây dựng đã tạo thêm dư địa mới cho kinh tế thành phố. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, việc giải ngân vốn vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, nhất là khi vẫn còn có hàng chục dự án kéo dài nhiều năm chưa thể hoàn thành. Thứ nhất là quá trình triển khai hiện nay là do một số cái nội dung chúng ta vướng mắc trong cái hệ thống pháp luật chúng ta còn chưa đồng bộ, và nhờ cái công tác phối hợp giữa các sở ngành với các chủ đầu tư quận huyện thì có những lúc là chưa được chặt chẽ và chưa được thường xuyên. Công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta là còn vướng mắc nhiều. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua vào tháng 7 năm 2021, sớm hơn gần một năm so với giai đoạn 2016-2020, nhằm tạo sự chủ động cho các bộ ngành địa phương sớm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thực tế theo Bộ Tài chính, số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là hơn 53.000 tỷ đồng. Chúng ta thấy điển hình nhất những vướng mắc trong đầu tư công đó là những vấn đề liên quan đến các cái thủ tục về mặt gọi là phê duyệt các cái dự án để phân bổ đầu tư, rồi những vấn đề liên quan đến là giải phóng mặt bằng phải có các cái yếu tố để chuẩn bị tốt, rồi là những vấn đề liên quan đến như là khi dự án được triển khai thì những vấn đề như là các cái nguồn vật liệu cho công trình cũng là những cái khó khăn. Luật đầu tư công nó phải mở ra, phải đa dạng hóa nguồn vốn, cân đối được tài khoán, nhưng mà đa dạng hóa nguồn vốn và quy định chủ yếu trình tự thủ tục thôi. Tôi nghĩ là cái phải sửa, và sắp tới có thể là sửa luật ngân sách thì đưa vào một chương phù hợp với luật ngân sách về chi thường xuyên và chi đầu tư. Thực tế cho thấy vai trò vốn mồi dẫn dắt của vốn đầu tư công trong phục hồi và phát triển kinh tế thời gian qua chưa được phát huy đúng như kỳ vọng, vẫn còn nhiều vướng mắc cần nhanh chóng được tháo gỡ sớm. Có như thế, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 mới đảm bảo về đích.